mình là tại vì điểm danh như này. Các anh chị ngồi đây đã có ai đã từng tham gia vào bảo quản cấp phát thuốc, tức là tiền đảm hộ tố đấy, cơm thực cảnh đấy, tức là chưa học mà đã làm rồi không? Có ai đã tham gia vào bảo quản cấp phát thuốc methadone rồi trước khi chúng ta học lớp này chưa? Có thầy ạ. Vâng, thì chắc là các anh chị có kinh nghiệm một tí thì các anh chị sẽ chia sẻ thêm. Câu hỏi thứ hai là các anh chị học về để phục vụ cho cơ sở, ngoài chị là đương nhiên là cơ sở cũ rồi đúng không ạ? Các anh chị học về để phục vụ cho cơ sở mới hay là các anh chị học về để làm việc mới trong cơ sở cũ? Tức là cơ sở anh chị đã thành lập chưa? Ngoài chị là đương nhiên là chị có cơ sở thành lập rồi. Anh chị còn lại là cơ sở mình đã thành lập chưa? Anh chị đi học về để mới thành lập hay là đã có thành lập rồi mình đi học về để được làm việc thôi? Đi học có chứng chỉ để về thì tiếp tục làm thì ạ. Tức là mình có cơ sở sẵn rồi đúng không ạ? Không phải về lập mới cơ sở mới đúng không ạ? Vâng ạ. Các anh chị khác cũng trong tình trạng như thế là đúng không? Dạ không ạ. Em là cơ sở mới. Mà phải có những cơ sở mới. Thì cơ sở mới thì chúng ta sẽ không có báo cáo đầu tiên đúng không ạ? Đầu tiên có gì đâu báo cáo, chỉ có YouTube thôi. Đấy thì nó hơi khác một chút so với anh chị mà chúng ta đã làm thường xuyên rồi thì chúng ta báo. À, trên cơ sở báo cáo này thì YouTube được. Thì còn cái anh chị mà mới làm thì chúng ta phải duyệt lần đầu thì mới khác. Lần đầu thì mình sẽ dựa trên cái kế hoạch của mình là có bao nhiêu bệnh nhân thì mình duyệt đủ. Cái mình nhớ cho anh chị là duyệt đủ 5 tháng. Ví dụ mình cần một tháng mình ước tính lên ngày nào thì một chai ạ. Một tháng thì 30 chai. Thì lần đầu mình duyệt một cái số lượng đủ dùng cho 5 tháng. Đấy. Thông thường duyệt 5 tháng thì sao? 3 tháng sau mình được nhận một lần. 2 tháng thì duyệt đủ an toàn. Phòng khi là giao thông nó bị chia cắt cho thiên tai rồi do dịch giảm cho cả thứ mà người ta chưa chuyển thuộc cho mình được thì mình vẫn có hai tháng này yên tâm là kê cao uống ngủ vẫn có thể cấp phát được cho bệnh nhân để đảm bảo cái quá trình cấp phát nó không bị gián đoạn. Nên thêm hai tháng là vì lý do như thế và chính vì chúng ta dùng đủ một lần năm tháng đủ dùng 5 tháng thì chúng ta 3 tháng chúng ta nhận thuộc một lần thì cái hệ số 5 chúng ta nhớ cho quá trình chúng ta dùng đủ là nó có số 5 là liên quan gì đấy. Sau khi nguyên tắc của dùng đủ là gì? Chúng ta cần biết cái chúng ta cần là bao nhiêu. Được khi tôi nói câu bộ biểu bộ nó cái chung là làm chút nguyên tắc của dịch vụ là cái chúng ta cần thì cái mà muốn xin thêm trong kỳ đấy là bằng cái gì? Chúng ta cần một số A đấy nhưng chúng ta đã có số B rồi, vậy thì lần này chúng ta sẽ xin thêm số A từ cái số B. Nghĩa là gì? Chúng ta dịch vụ số cần là cần để đủ dùng như 5 tháng nhưng mà trong kho chúng ta đã có chúng ta 2 tháng rồi chẳng hạn, khi nào chúng ta dùng đủ ăn luôn có 2 tháng rồi, vậy thì thực tế nếu chúng ta dùng đủ thường xuyên rồi bản chất của mình là chúng ta cũng thường xin thêm khoảng 3 tháng thôi chứ không phải là tháng nào chúng ta xin 5 tháng về chúng 3 tháng sau nhận lại chẳng phải chốc cái kho của chúng ta lại đầy đọc lên một quá hàng rất là chóng vánh. Em hình dung được ạ, chúng ta luôn luôn đảm bảo kho thuốc của mình là đủ dùng cho 5 tháng nhưng vì đợt nào chúng ta dùng đủ, quý nào chúng ta dùng đủ cả. Cho nên bản chất thì mỗi lần dịch vụ như thế chúng ta chỉ xin thêm cái phần 3 tháng thôi. Còn 2 tháng là luôn luôn để đảm bảo không có dịch vụ. Nói như vậy không có nghĩa là đợt được tôi dịch vụ từ 2 tháng ở trong kho thuốc tôi phải dịch vụ mãi như thế thì nó sẽ hết tháng mất. Thì chúng ta nhân dịch vụ mới về chúng ta để nhớ cho là chúng ta lại phải lấy cái lượng thuốc của lần trước ra chúng ta sử dụng được nếu như là hàng chung như nhau. Còn đương nhiên nếu là hàng chung nó khác nhau thì chúng ta vẫn ưu tiên là thuốc nào hết hàng được sẽ được sử dụng được. Đấy là tôi nhắc lại một chút về cái việc là dự trù như thế trước khi chúng ta đi vào điều 1. Một số anh chị đã làm rồi, anh chị có thể biết một vài điều 1 rồi. Một số anh chị thì chưa được làm. Cái yêu cầu chung của cái bài học hôm nay là gì? Một là các anh chị liệt kê được các loại biểu mẫu sổ sách thường sử dụng. Có rất nhiều thứ mà chúng ta cũng có thời gian để trao đổi với nhau hôm nay. Các anh chị sẽ tiếp cận với những cái biểu mẫu đấy qua quá trình chúng ta đi thực hành tại chỗ hoặc là thực hành tại cái cơ sở thực hành về cấp phát methadone. Thì chúng ta chỉ liên kê ở đây là các loại biểu mẫu sổ sách thường sử dụng thôi mà nó đặc thù cho methadone thôi. Cái thứ hai là chúng ta phải mô tả được các yêu cầu về cách và cách sử dụng của biểu mẫu sổ sách thường dùng đấy, những cái chúng ta liên kê ở mục tiêu 1. Cái thứ ba là chúng ta phải vận dụng được kiến thức đại học để thực hiện việc ghi chép rồi quản lý hồ sơ sổ sách theo đúng cái quy trình, trong đó bao gồm cả cái phần và báo cáo tồn kho dự trù lúc này chúng ta đã liệt qua. Nội dung thì tôi sẽ nói các cái yêu cầu các loại sổ sách biểu mẫu hay sử dụng. Cái thứ hai là yêu cầu của các cái phiếu chúng ta sẽ tập trung với nhau đây ra soát đây là gì. Một là phiếu theo dõi điều trị methadone, hai là sổ theo dõi phát thuốc methadone hàng ngày,
3 là sổ theo dõi xuất nhập methadone hàng ngày, 4 là sổ theo dõi kho thuốc methadone, và 5 là cái về dự trù. Sau khi anh chị có cái biểu mẫu rồi thôi thì chúng ta sẽ quay lại cái việc là báo cáo về dự trù sau. Như vậy chúng ta sẽ nói cả cái thiếu và cả cái sổ này trước, còn cái dự trù sau khi hoàn tất cả cái thiếu này, cái sổ này chúng ta sẽ làm cái dự trù, quay lại cái dự trù để chúng ta làm. Bây giờ các anh chị đã có sẵn tất cả cái biểu mẫu này ở trong tài liệu mình ở trước mặt đây chưa? Các anh chị đã in ra là được cấp các biểu mẫu này chưa? Các anh chị đã có hết rồi đấy chưa? Có rồi thầy ạ. Thì cái bài này tôi đề xuất với các anh chị là chúng ta sẽ đi theo một quy trình như thế này. Thay vì học lượt qua về lý thuyết các cái biểu mẫu này, xong rồi chúng ta mới làm bài tập, thì tôi có cái đề xuất là các anh chị lấy sẵn cái bài tập của mình ra. Và chúng ta đi biểu mẫu nào thì chúng ta làm bài tập biểu mẫu tương ứng. Và vì có một cái tính tương như thế này, chúng ta mới làm đến cái bài tập 1, chúng ta mới lấy số liệu làm cái bài tập 2. Do đó chúng ta sẽ đi đúng tính từ của các loại biểu mẫu này, và chúng ta sẽ đi đúng tính từ của bài tập. Cái gì cũng đã có sẵn bài tập ở trong tay rồi đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đi đến đâu, cái gì thiếu cái phần nào rồi thì chúng ta sẽ có ý kiến nhá. Thiếu cái mẫu nào hay là có cái gì đấy nó chưa đúng như trong cái bài giảng, chúng ta sẽ có ý kiến kịp thời. Được khi đi vào từng biểu mẫu, tôi nói chung về yêu cầu ghi chép. Sáng nay có một câu đấy là cái gì hoàn thành sổ sách cuối giờ việc của ngày. Cái gì nhớ cho nghỉ đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải báo cáo kịp thời các tình huống bất thường xảy ra. Bất cứ khi nào có tình huống bất thường báo cáo ngay. Chúng ta đừng bao giờ cất cái tình huống bất thường vào cuối tháng báo cáo một lần. Cái tôi đấy chúng ta phải chịu. Đó là quyền rớt và đá. Việc của chúng ta là cấp pháp để bảo quản chủ yếu liên quan sổ sách thủ tục hành chính. Thế nên lưu ý cho bất cứ khi nào có vấn đề gì phức tạp, chúng ta thấy nó đủ quy trình, chúng ta báo cáo ngay. Sau khi chúng ta báo cáo ngay thì tôi và sẽ cho người khác. Chúng ta đừng ôm cái tội vào của mình lại. Chúng ta phải báo cáo kịp thời. Báo cáo cho ai? Sáng nay chúng ta nhớ là cái việc đầu tiên chúng ta báo cáo bất thường. Thì ông trưởng cơ sở, ông chịu trách nhiệm chung. Ông có nhân viên phụ cấp trách nhiệm, ông có trách nhiệm cho mình. Sau khi mình báo cáo cho ông đấy rồi, ông chỉ làm như thế nào mình làm trường này, ông chỉ làm như thế trách nhiệm còn lại là thuộc về ông. Cái nữa là chúng ta phải ngoài việc báo cáo bất thường đây, chúng ta phải báo cáo kịp thời đầy đủ chính xác quy định báo cáo định kỳ. Logo các biểu mẫu chúng ta sẽ học ở phần tiếp theo. Sau khi báo cáo xong chúng ta không được quên vứt ra đi. Còn là để đâu thì để, chúng ta phải lưu giữ đầy đủ các biểu mẫu của khách báo cáo. Các anh chị nhớ cho, chúng ta đang làm việc về thuộc kinh nghiệm. Thuộc kinh nghiệm thì có những yêu cầu kỹ thuật rất là chặt chẽ. Thì phần trước các thêm bài qua thì tôi hướng dẫn các anh chị rồi. Các anh chị biết mà thất thoát đi một cái chai của hôm nay là mình bị bao nhiêu năm tù rồi đấy. Tối đa bao nhiêu đúng không ạ? Chúng ta nhớ cho, để minh chứng cho những việc mà chúng ta hoạt động đấy, không có cái gì là ngoài sổ sách cả. Các anh chị có thể làm việc rất tích cực, rất chăm chỉ, nhưng mà để khi người ta không có lưu giữ cái gì cả, không ai minh chứng cho các anh chị cả. Và nếu không có những cái sổ sách, tài liệu, biểu mẫu để lưu trữ cho chúng ta, thì khi có cái trục trặc, có cái sai sót gì, có cái trách nhiệm gì, thì tất cả những tội phạm chúng ta phải chịu hết. Nếu chúng ta có những sổ sách, chúng ta có cái minh chứng, chúng ta có thể bảo vệ được cho mình, thì nhớ cho là phải lưu giữ đầy đủ các sổ sách. Ngoài việc hoàn thành kịp thời đâu, chính xác rồi, phải lưu giữ đầy đủ. Đừng có tiền tay đưa để bán đồng áp, chẳng hạn sau này không có cái minh chứng để bảo vệ cho các hợp đồng. Đương nhiên chúng ta có thể giữ lại được, chúng ta sẽ có những khi chúng ta tiêu hủy thì nó phải tuân theo cái quy định, các cái yêu cầu quy định về tiêu hủy cái sổ sách báo cáo, rồi đơn thuốc hay là sổ theo dõi như thế nào thì theo quy định chung. Và cái này nó không có quy định riêng như thuốc từ methadone, mà chúng ta nằm trong áp dụng các cái quy định chung cho cái thuốc gây nghiện này chung. Thì các cái điều mẫu quản lý thuộc methadone hay gặp là gì? Một là cái thiếu theo dõi điều trị của thuộc methadone, hay còn gọi là thiếu van đấy. Các anh chị đang in ra từ mặt thì chắc là nó không van, nhưng mà khi biểu mẫu chúng ta sử dụng thì người ta in màu van để là gì, phân biệt thì gì nhớ đúng không ạ? Các anh chị có cái biểu mẫu này ngay trước mặt chưa, thiếu theo dõi điều trị của thuộc methadone. Cái thứ hai là cái sổ theo dõi phản thuộc methadone. Cái thứ ba là sổ theo dõi xuất nhập. Cái gì nhớ cái tên nhé, nó khác nhau. Nghe thì nó nát ná, nhưng bản chất là nó khác nhau. Cái sổ ở mục thứ hai đấy là sổ theo dõi phát thuốc. Phát thuốc có nghĩa gì? Lượng thuốc đưa cho bệnh nhân. Cái nữa là sổ theo dõi xuất nhập methadone hàng ngày, thì là gì? Xuất nhập hàng ngày là khi nào? Là khi chúng ta đưa nó kho ra để cấp phát trong ngày, rồi chúng ta đưa lượng thuốc còn lại cuối ngày vào trong kho bảo quản. Cái sổ thứ tư là gì? Sổ theo dõi kho thuốc.
thì ngoài việc là theo dõi kiểm kê kho thuốc hàng ngày thì chúng ta có cái theo dõi kho thuốc theo cái quy trình quản lý kho và cứu quy trình lưu kho, và hàng tháng thì chúng ta làm kiểm kê tổng kho báo cáo, thì chúng ta có một sổ kho riêng để lấy cái thông tin mà làm cái báo cáo tổng kho sử dụng, chúng ta phải dựa trên cái sổ kho này. Thì điều bỏ nữa là điều bỏ báo cáo sử dụng và dự trữ thuốc methadone. Cái này là chúng ta có cái điều bỏ lúc này chúng ta nói là điều bỏ dành riêng cho thuốc methadone. Trong cái dự trữ thuốc methadone vẫn phải có báo cáo sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta phải có cái báo cáo sử dụng và tồn kho thuốc methadone. Cái mục 6 này chúng ta không có cái bỏ riêng cho methadone. Tôi nhắc lại một lần thứ ba nữa. Biểu mẫu này chúng ta sử dụng trong cái biểu mẫu chung cho cơ sở, cho các cái thuốc gây nghiện nói chung. Trong mẫu 13 của cái thông tư quy định về bảo quản thuốc methadone này. Cái nữa là chúng ta có bộ công cụ điện tử. Trước đây thì bộ công cụ là Storm, cái tắt của các cái từ ở trong đấy. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta hình như là không dùng cái từ Storm này nữa. Và tôi cũng chắc là anh chị có cái công cụ điện tử này nữa hay không. Bởi vì sau thời gian sửa chữa thì không biết là một số đơn vị đã vận hành cái biểu mẫu điện tử này, công cụ điện tử này một số là chưa. Và vì thời gian cho phép cho nên chúng ta sẽ không đi vào cái công cụ điện tử này. Công cụ điện tử chỉ là một cái hình thức, một cái công cụ để giúp chúng ta quản lý, chúng ta thực hiện các cái biểu mẫu này một cách nhanh chóng, thuận tiện và nó đỡ thủ công hơn, đỡ mất thời gian hơn thôi. Về bản chất chúng ta thực hiện thành thục các cái biểu mẫu trên trang trên giấy là chúng ta đã có thể sử dụng được cái công cụ điện tử mà chúng ta đã bảo dùng rồi. Bây giờ đề nghị các anh chị là chuẩn bị tất cả các cái biểu mẫu trước mặt mình theo cái thứ tự như lúc nãy tôi đã liệt kê. Đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cho tôi trước mặt cái gọi là phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone. Anh chị chuẩn bị cái này trước mặt để chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái mục, từng cái yêu cầu và có cái phần nào trước đó thì chúng ta có thể đặt câu hỏi luôn. Anh chị chuẩn bị được phiếu này trước mặt mình cả chưa? Rồi, thì tên của phiếu anh chị đọc ở trong đây, phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone, chứ không phải là theo dõi điều trị thuốc methadone nữa, điều trị bằng thuốc methadone tức là ý là điều trị thay thế cho người nghiện bằng một cái loại thuốc, ở đây cụ thể là methadone đúng không ạ? Thì cái thuốc này mục đích của nó là gì? Mục đích của nó là để theo dõi việc uống thuốc của từng bệnh nhân. Anh chị nhớ cho nhé, theo dõi việc uống thuốc của từng bệnh nhân. Như vậy mỗi bệnh nhân sẽ có một cái phiếu này. Đấy, mỗi bệnh nhân sẽ có một cái phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone. Cũng là phiếu này sẽ ghi lại lượng thuốc methadone được uống từng ngày của cái bệnh nhân đấy. Mỗi phiếu cho một bệnh nhân, nhưng mỗi phiếu này là cho nhiều ngày. Thế thì mỗi ngày cái bệnh nhân này được uống bao nhiêu thuốc, mình phải ghi lại và phải có chữ ký đầy đủ. Anh chị lưu ý cho như thế. Thế thì cụ thể đây là gì? Cái này anh chị thấy như trong cái phụ lục của cái thông tư 14 năm 2015. Nằm trong phụ lục 6, các anh chị thấy là ở đây là nó có cái phần về hành chính ở phần trên đúng không ạ? Có phiếu theo dõi, cái tên của nó là phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone. Có cái phần hành chính này, ảnh này, nó có họ và tên này, có địa chỉ này, có điện thoại này, có ngày sinh này, có giới này, có mã số khám bệnh này. Trong cái cơ sở điều trị của mình có cái mã số cho bệnh nhân này là bao nhiêu. Rồi tên cơ sở điều trị, rồi ngày bắt đầu điều trị. Xin thưa anh chị lưu ý cho ngày bắt đầu điều trị đấy là của cái bệnh nhân này chứ không phải ngày bắt đầu điều trị của cơ sở điều trị. Thế thì ngày bắt đầu điều trị cơ sở của bệnh nhân này là bao nhiêu thì nó có thể khác với cái ngày bắt đầu điều trị cơ sở mình. Cái dạng thuốc methadone được sử dụng hiện nay chúng ta đang sử dụng cái dạng thuốc là dạng lỏng đúng không ạ? 10 mg trên 1 ml, chúng ta ghi là dung dịch 10 mg trên 1 ml này. Thì còn họ tên về địa chỉ các thứ thì chắc là anh chị không cần được hướng dẫn, anh chị biết cách này thôi. Anh chị nhìn thấy đây ở phần dưới là cái thông tin liên quan đến cái cấp phát. Thứ nhất là gì? Chúng ta thấy có các dòng khác nhau, mỗi dòng trong một ngày. Nhưng mà để thuận tiện thì ở đây người ta chỉ làm 15 dòng, 16 dòng thôi. Mục đích gì? Như vậy người ta chia cái biểu mẫu này thành hai cột, hai cái phần riêng. Phần nửa bên trái là cho 15 ngày đầu và nửa phải là cho những cái ngày tiếp theo. Thế thì tại một nửa như thế nó có cái gì? Cột đầu tiên là ngày, cột tiếp theo là miligam, cột tiếp nữa là mililit. Các anh chị nhớ cho là cái phiếu này sử dụng cho tháng nào. Tôi ví dụ bây giờ các anh chị đang chuẩn bị cái bầu phiếu này cho tháng 7 tháng nào. Thì chúng ta phải ghi là tháng 7 năm 2021. Vậy chúng ta bắt đầu ghi từ ngày nào? Ví dụ bệnh nhân bắt đầu uống từ ngày 1 tháng 7 này, chúng ta ghi từ ngày 1 luôn.
với các cơ sở mà chúng ta đã mở rồi, hoạt động thường xuyên. Bệnh nhân này được uống từ tháng trước, bây giờ tháng này vẫn tiếp tục uống, thì chúng ta ghi từ ngày 1, tức là từ dòng đầu tiên. Thì nếu một số anh chị học về để mở cơ sở mới, cơ sở mới của anh chị ngày 20 tháng 7 mở, bệnh nhân này uống ngay tại ngày đầu tiên luôn, thì các anh chị không ghi ở dòng số 1, các anh chị tìm dòng số 20, các anh chị ghi ngày đấy. Tôi nhắc lại, 1, 2, 3, 4, 5 là ngày trong lịch của tháng đấy, chứ không phải là ngày uống thuốc thứ mấy của bệnh nhân. Lưu ý cho như thế, nếu các cơ sở này chúng ta mời mở hoặc là bệnh nhân mới không uống từ ngày 1 của tháng 7 mà đến tận ngày 5 uống, thì chúng ta ghi dòng đầu tiên là vào ngày 5 của tháng 7. Hai cột tiếp theo là cái liều lượng thuốc của bệnh nhân trong ngày đấy. Vì sao ghi cả 10mg với 10ml? Bởi vì để tránh tình trạng chúng ta nhầm lẫn, dung dịch thuốc chúng ta đang uống là 10mg trên 1ml. Nếu chúng ta chỉ ghi 10, người ta không biết được 10mg, 10ml. Người cấp phạt có thể nhầm lẫn và cái nhầm lẫn đấy rất là tai hại. Bởi vì 1ml có thể là dung tích lượng và hàm lượng của nó 10mg. Bây giờ người ta chỉ kê là 10mg, tức là chỉ 1ml. Ông lại cho uống 10ml, tức là thành 100mg, gây ngộ độc rất là nguy hiểm. Cho nên để tránh tình trạng nhầm lẫn như thế, người ta ghi hai cột. Để khi các anh chị đọc hai cột đấy thấy nó không đúng, các anh chị có thể kiểm tra lại ngay. Cái thứ hai này, chúng ta nhìn vào đấy, chúng ta biết đích xác cái lượng thuốc cần cấp phát cho bệnh nhân là bao nhiêu. Bởi vì chúng ta nhìn vào cái phiếu này để chúng ta cấp phát. Do đó tránh nhầm lẫn thì người ta yêu cầu các anh chị ghi cả hai cột, miligam và mililit để tránh sai. Các anh chị đừng nghĩ là mình làm quen rồi, bảo là ông này dở hơi, từ những bắt mình ghi cả hai cái thừa chỉ cần ghi một. Đừng có nghĩ là nó dở hơi. Cái đấy là để bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta nhìn vào đấy, có thể là nhìn qua một chút, bệnh nhân rất đông, người này đời người khác, chúng ta lướt qua cái chúng ta không biết là đi làm gì, rất dễ nhầm lẫn. Đòi hỏi chúng ta ghi cả hai để mắt mình nhìn thấy cả hai cột, mình biết được đích xác cái lượng thuốc nó cần cho bệnh nhân uống là bao nhiêu. Sau đây chúng ta cho bệnh nhân ký tên, người cấp cột phạt một ký tên, người cấp phạt hai ký tên. Ai là cấp phạt một, ai cấp phạt hai thì chủ tình hôm qua là chúng ta đã cái quy trình hôm qua thì cùng dàn dài rồi, chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Tôi chỉ nhắc lại cái ngày là ngày của lịch, và bệnh nhân uống ngày nào của lịch thì bắt đầu. Ví dụ như hôm nay một nhưng bệnh nhân cũng uống từ ngày một thì chúng ta ghi dòng đầu tiên phải là ngày một, mà cái ngày thứ nhất bệnh nhân uống này. Những cái điểm mà chúng ta nói, tôi nói đây, tôi nhắc lại ba cái mục. Thứ nhất là thông tin chung là do bộ phận hành chính cung cấp, thường là họ gửi lại cho mình vào ngày đầu tiên của tháng. Cái thứ hai là thông tin thực sử dụng của hàng ngày, là ghi bắt đầu ngày đầu mà bệnh nhân uống đến ngày cuối cùng của tháng, chứ không phải bắt đầu nhất thiết từ ngày 1. Chúng ta chỉ bắt đầu ngày 1 của tháng đối với những bệnh nhân tháng trước đã uống rồi, hoặc là bệnh nhân uống bắt đầu uống từ mùng 1 ngày đầu tiên của tháng. Còn nếu không thì bệnh nhân bắt đầu từ tháng ngày nào của tháng, chúng ta bắt đầu từ ngày đấy để chúng ta ghi. Số lượng chúng ta ghi đủ hai cột để tránh nhầm lẫn, bởi vì là 1ml thuốc là có 10mg, tránh nhầm lẫn này liều có thể gấp 10 lần lên, hoặc là thiếu đi bằng 1/10 liều thực ra bệnh nhân muốn cho bệnh nhân uống. Thì chúng ta phải ghi hai cái để chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết cái lượng thuốc chính xác bệnh nhân uống. Trường hợp bệnh nhân uống hai lần thì chúng ta ghi như thế nào? Thì chúng ta ghi liều ngay bên cạnh và trong cùng một ô. Ví dụ bệnh nhân được uống 5ml, sau đấy ghi một lý do này, bệnh nhân nôn hay là còn hội chứng cai hay là bác sĩ bổ sung là như này, bệnh nhân uống thêm 1ml nữa thì chúng ta ghi 5 rồi, chúng ta ghi một ở bên cạnh, chúng ta ghi cộng một ở bên cạnh đấy để chúng ta biết thực sự cái lượng thuốc mà đã cho bệnh nhân uống là bao nhiêu. Thì tình huống nữa là bệnh nhân bỏ thuốc thì như thế nào? Lúc này bệnh nhân uống thuốc thì chúng ta ghi cái này là ghi trước đúng không ạ? Được chuẩn bị trước, thông tin hành chính chuẩn bị trước rồi. Thì hôm nào bệnh nhân không uống thì chúng ta không bỏ trống chỗ đấy, mà chúng ta phải ghi liều là số 0 để người ta nhìn vào đấy là biết là hôm nay là bệnh nhân không được cấp phạt thuốc, bệnh nhân không đi uống. Về mặt hành chính phải có đủ chữ ký của bệnh nhân và có chữ ký của hai nhân viên cấp phạt. Nếu thiếu một trong ba cái chữ ký đấy thì cả đấy nó không có giá trị. Cho nên cái gì nhớ cho là xong bệnh nhân nào là ký đầy đủ bệnh nhân này, sau khi bệnh nhân ký xong, nhân viên cấp phạt thì nhất ký, nhân viên cấp phạt hai ký, để đừng tránh tình trạng là tôi để đấy cuối tháng ký một lần hay cuối đợt ký một lần, như thế là không đảm bảo. Thì khi người ta để kiểm tra mà thiếu bất cứ chữ ký này nào là anh chị đã vi phạm cái quy trình cấp phạt thuộc rồi. Cái phần này thì thầy Tùng cũng đã nói hôm qua. Thế thì các anh chị đã có cái biểu mẫu ngay trước mặt rồi. Bây giờ các anh chị dở cái bài tập ra để các anh chị làm cái bài tập thứ nhất.
mình có một cái bản tính bài tập đấy mình. À, để em tìm. Thì không thì anh giờ hôm nay làm được. Cái gì? Chiều hôm nay chiều. Ở đây là chiều cái mai đấy, nhưng mà anh chị đâu cũng không cần nhìn cái phần này cả đâu. Trong bài giảng. Đây đây. Không cho mình nói anh ở đây anh muốn mở cái sổ sách chung hay là mình muốn sổ sách mới? À, chỗ bài tập em. Bài tập sổ sách chung đúng không? Ừ. Con biểu một sách anh nhé là gửi vào anh chị có đấy. Em stop sang. Em stop sang ở trên màn hình. Ở trên màn hình là của em, nó nhận được PDF đấy. Anh hưởng. Nhưng đây là sổ theo dõi đúng không? Bài tập nhé. Trên màn hình share là cái này mà ở stop PDF. Stop rồi, xuống share cho mới luôn. Anh chị nhìn thấy bài tập này chưa? Anh chị có nhìn thấy bài tập này trên màn hình không? Có thầy ạ. Rồi thế thì kể cả nhìn thấy màn hình, tôi nghĩ là anh chị có bảng in rồi đúng không ạ? Cái bài tập này là nhằm mục đích gì? Chúng ta đang thực hành cho cái biểu mẫu thứ nhất, tức là phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone. Các anh chị làm thử cho một cái tình huống như thế này. Các anh chị nhớ cho các bài tập này nó liên tục với nhau. Và làm xong bài này làm được bài sau. Và chúng ta đi biểu mẫu nào thì cũng làm bài tập biểu mẫu đấy. Chính vì thế. Cho nên là việc đầu tiên của mình là phải hoàn thành cái gọi là phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc methadone này. Ở trong này thì có một số cái thông tin như thế này. Cái cơ sở điều trị của mình là cơ sở điều trị nghe tôi tươi sáng, nó điều trị vân vân này nọ các thứ, thì cái hành trình cái gì là cái thông tin này để đi vào thôi. Và năm 2018 thì chúng ta nhận được cái lô thuốc đầu tiên là 20.000 ml thì chúng ta biết là 20 ml tức là 20 chai. Và cái người nhận là tên tuổi như thế, người giao tên tuổi như thế, hạn sử dụng là đến tháng 3 31/3/2020 để những thông tin hành chính, số lô các thứ để chúng ta ghi vào cái thủ tục hành chính trong cái theo dõi. Và những thông tin này có thể sử dụng cho những cái phần sau. Thế thì từ ngày 15 đến ngày 30/4/2018 thì có 8 bệnh nhân đầu tiên được đến điều trị, có bệnh nhân 8 bệnh nhân điều trị là tên từ A, B, C, D, E, F, G, D, H đấy. Các bệnh nhân có mã số cụ thể người ta cho vào đấy rồi. Tên của các bệnh nhân là như thế nào rồi. Rồi bệnh nhân nào là nam, bệnh nhân nào là nữ rồi. Số lượng thuốc methadone uống theo ngày là bắt đầu từ ngày 15, tức là 15 của cái tháng đấy. Thế thì 15, 16, 17, 18, 19, 20 cho đến tầm ngày 30, lượng thuốc của từng bệnh nhân từng ngày là ghi như thế này rồi. Thế thì yêu cầu của bài tập là gì? Yêu cầu của bài tập là ở đây là người ta có cái việc theo dõi xuất nhập thuốc hàng ngày được thực hiện từ ngày 15/4 đến 30/4/2018. Ở đây cái chị bỏ qua một cái thông tin của nó hợp lý lắm, tức là cái phần trước này chúng ta đang nói những cái năm 2018, 2020
mà đây là có cái phần liên quan đến 2001 đến 2000 mấy đấy, để có những cái thông tin đấy mình cũng sử dụng thì thôi. Thế thì yêu cầu đầu tiên là gì? Thì cái này các anh chị sẽ sử dụng sau, cho mình xuống phía dưới một tí để nói với các anh chị làm các điều mục 1 này. À, cái thứ nhất là yêu cầu hãy điền phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc Methadone cho bệnh nhân Nguyễn Văn A. Tức là mình làm một mẫu cho bệnh nhân Nguyễn Văn A trong cái tháng 4 năm 2018. Tôi nhắc lại, bệnh nhân này được điều trị, cơ sở này điều trị cho tất cả các bệnh nhân này từ ngày 15 tháng 4 chứ không phải từ ngày 1 tháng 4. Vậy các anh chị điền cái thông tin vào phiếu theo dõi điều trị Methadone cho bệnh nhân Nguyễn Văn A với các thông tin ngày sinh như thế nào, địa chỉ thường trú như thế nào, số liên hệ điện thoại như thế kia, với thông tin sử dụng thuốc của bệnh nhân Nguyễn A ở trong cái phần trước cái bảng đầu tiên. Các anh chị thử điền các thông tin theo yêu cầu trong cái biểu mẫu sổ theo dõi điều trị bằng thuốc Methadone cho bệnh nhân Nguyễn Văn A với các thông tin hành chính của bệnh nhân, với các thông tin hành chính của cái cơ sở điều trị và với các cái thông tin về liều lượng chuyên môn ở cái bảng kia để chúng ta hoàn thành cái phiếu thứ nhất. Anh chị đã hiểu cái bài này, yêu cầu bài này như thế nào chưa? Chúng ta có 8 đơn, 8 cái bệnh nhân được điều trị. Trong cái phiếu này thì chúng ta nhớ cho phiếu này dùng cho mỗi bệnh nhân một phiếu. Yêu cầu bài tập thứ nhất là điền các thông tin về phiếu này cho bệnh nhân A với phần thông tin hành chính của bệnh nhân A ở phía trên, thông tin hành chính của cơ sở điều trị tươi sáng ở cái phần đầu tiên, thông tin về liều lượng thuốc ở cái bảng ở thị trường đấy. Chúng ta hoàn thành cái này, cả cái thông tin này. Em thưa thầy, có nghĩa là bây giờ điền và chụp ảnh gửi lại cho thầy ạ? Có nghĩa là tí nữa chúng ta sẽ có cái cảnh gì trình bày cách như thế nào, rồi khi mà chúng ta học lại thì tôi sẽ chiếu lại cái kết quả làm để xem cái chỉ do lại như thế đúng có đúng không, và để cảnh gì so với kết quả mà sai chỗ nào chúng ta có thắc mắc thì chúng ta hỏi. Không cần chụp ảnh từng người để gửi đâu, chúng ta có thời gian để làm việc đấy. Thế nhưng mà bây giờ bọn em làm vào thẳng cái biểu mẫu luôn ạ? Các bạn chưa có biểu mẫu giấy giấy in ra. Các bạn đã có biểu mẫu giấy in ra trước mặt chưa? Làm biểu mẫu in ra này, in ra xong làm cái bài này xong, xong bắt đầu là gửi vào chiều ngày thứ 6 đúng không thầy? Không cần phải gửi lại cái này, chỉ bài tập này. Tôi đang làm bài tập này, cái chỉ làm không có biểu mẫu với thông tin và yêu cầu như tôi. Anh chị làm cái biểu mẫu đóng, biểu mẫu trắng và anh chị là có. Xong rồi khi làm xong thì chúng ta sẽ xem lại cái chỗ nào anh chị thắc mắc, có thể chiếu lại đáp án xem được anh chị làm chỗ nào sai. Vâng, thế em đã làm rồi đấy ạ. Chị làm rồi thì vâng, đầu tiên là thì nếu mà làm rồi chị có thể chiếu lên cho mọi người cùng xem, thay vì cứ chiếu đáp án thì chị có thể chiếu lên cái này cho mọi người cùng xem được không? Nhưng mà em lấy làm trên giấy, gọi là chị làm trên giấy hay trên máy tính ạ? Em làm trên giấy ạ. Có chiếu lên cái này mọi người nhìn được không? Chiếu này nhìn thế thì mình chỉ làm là điền thông tin hành chính thôi thầy. Tất cả thông tin đấy, tôi nhắc lại, có bản tin, thông tin hành chính của bệnh nhân, thông tin hành chính của cơ sở điều trị và thông tin về lưu lượng thuốc về mặt chuyên môn là cho đúng bảng thôi. Thầy kéo cái bảng của thầy, cái số liệu mà từ ngày 15 em nhìn xem. Ơ thì cả bán có bài tập à? Cả bán có cái phiếu bài tập này. Cái phiếu bài tập này cho anh chị in ra. Ơ in ra thì hỏi anh chị cái bao nhiêu lên bảo. Chúng em in rồi và chúng em đang làm ở trên cái giấy in đấy luôn ấy ạ. Ừ đúng rồi, nhưng có hai phiếu, hai mẫu khác nhau, anh chị nhớ này. Bài tập này là thông tin để anh chị làm một phiếu. Anh chị có cả phiếu và có cả bài tập này chưa? Hay là cái chị có một phiếu và chờ bài tập xe trên màn hình? Câu hỏi của tôi là như thế. Các anh chị là có cả cái file bài tập này rồi và có cả phiếu, cả file rồi. Đúng rồi, thì một cái lúc này là còn yêu cầu là phải chiếu cái bảng này. Đúng rồi, em chưa có đề bài này. Của em chưa in đề bài. À chưa in, thế thì... À của chị đã chưa in đúng không ạ? Chưa in thì các anh chị mở máy không, mở điện thoại đã. Vâng, vâng. Vâng, tại vì cái này là dặn từ hôm qua các anh chị mới in ra thì để hôm nay thực hành mà. Tóm lại là chúng ta vừa có đề thi, vừa có đề thi. Và các anh chị làm vào đề thi, lấy thông tin từ đề thi.
Thầy chiếu lên trang trên cho bọn em rồi. Chỉnh đến cái bảng, chỉnh đến cái dòng liêu này, cái tăng tăng nhất của bài tập ấy, cái bảng cuối của tăng nhất ấy. Đây 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 đây. À, thầy ơi cho em hỏi là cái bài tập này là lấy điểm thực hành luôn hay là chỉ là bài tập thực hành thôi? Còn cái lấy điểm thực hành là đưa một mẫu khác nữa thầy. À, cái này thì ban tổ chức sẽ nói về cái điểm thực hành. Còn riêng tôi thì chỉ giải thích cái này là chỉ làm bài tập để các anh chị thanh thạo kiểu mẫu thôi. Vâng, các anh chị ơi, thực ra thì các anh chị cứ làm hoàn thành cái bài tập này và kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị về truyền tải cái nội dung các anh chị làm gửi lại ban tổ chức. Thì chúng tôi ghi nhận là cái phần mà các anh chị hoàn thành cái phần thực hành. Dạ. Gửi cái email anh đã gửi. Nếu có thế thì tôi sẽ không chịu đáp án được nhá. Cái này thì các anh chị còn 5 phút để làm cái này. Xong thì chúng ta sẽ nghỉ buổi trưa. Này giờ chúng ta làm 2 phút đấy. Thêm 3 phút nữa nhá. Thưa thầy ạ, thầy cho em hỏi chút ạ. Em muốn hỏi là cái đề bài câu 3 ấy, là để mà lập dự trù thuốc methadone quý 3 của cơ sở điều trị tươi sáng, nhưng mà em thấy cái phần mà đề bài cho ấy ạ, nó có cái gì sai sai ấy thầy ạ. Vâng, thầy xem lại giúp em cái đề đấy ạ. Ai cụ thể là chị nói sai chỗ nào, chị phát hiện được thì nói cho tôi luôn, tôi ở tiền phân công. Bởi vì là em thấy là cái tháng 5 của năm 2018 là tồn kỳ trước là 11.515, nhập trong kỳ thì không, và xuất trong kỳ là 5.820, và tháng 6 của năm 2018 thì xuất là 9.240 ạ. Tức là số có thì chân sổ xuất đúng không? Ý chị là vâng. Thì cái này bởi vì là liên quan đến phần thứ ba là đến quy trình đấy, thì đến lúc đấy cảm ơn chị là đã phát hiện cái đấy. Nhưng đến phần liên quan đến cái điều mẫu đấy thì chúng ta sẽ làm sao nhá. Dạ. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên là phần đấy đến cái thời điểm chúng ta làm điều mẫu ba thì chúng ta xem lại. Có thể là cái thông tin này là nó chưa bao gồm cái số nhận thuốc trong cái kỳ đấy. Dạ vâng ạ. Hiện nay 15 bệnh nhân uống 30 lít thì ghi cột là 30 gram, cột 30 cột milit là 1 milit. Theo anh chị đây có một câu hỏi học viên đưa ra như thế này: ngày thứ nhất của 30 lít, ngày thứ nhất
thì bệnh nhân uống 3 ml đúng không ạ? Thì lại hỏi là ghi cột miligam là 3 ml, cột mililit là 1 ml. Người ta đã bảo là bệnh nhân uống 3 ml rồi, lại còn bảo là ghi cột miligam là 3 ml sao, đúng không ạ? Câu hỏi này khiến câu hỏi là đại thể sai rồi, cũng cần phải hỏi người khác đúng không? Bệnh nhân uống 3 ml, vậy thì cột mililit phải ghi là 3.0, cột miligam thì phải ghi bao nhiêu? Tôi hỏi câu này chung cho mọi người, câu này cột mililit là phải ghi số 3.0 rồi, cũng ba cái chứ nhỉ? Em thưa thầy, cột miligam thì ghi bao nhiêu? 30. Em thưa thầy, 30 ạ. Đúng rồi, chứ làm gì gọi chuyện này, người ta đã bảo là bệnh nhân uống 3 ml, mà bảo ghi cột 3 ml, ghi cột miligam là 3 ml, cột mililit là 1 ml, thì thấy câu hỏi này nó không hợp lý lắm. Không biết người hỏi câu này là được rồi chưa? Bệnh nhân uống 3 ml, thì ở cột mililit mình ghi số 3.0, còn ở cột miligam thì ghi là 30, để tránh nhầm lẫn, bởi vì người ta ghi số 3 không phải là 3 ml, không phải là 3 ml. Thực sự muốn cho uống 3 ml thì cho thành 3 ml thì thôi rồi, bệnh nhân uống gấp 10 lần lên đâu. Cho nên để tránh sai sót thì trong chỉ số này người ta bắt buộc ghi cả hai cái để đánh nhầm lẫn. Thế còn từ những cột sau thôi là chỉ thủ tục hành chính, người ta bắt cái chỉ ghi một cột thôi, một đơn vị ml thôi. Nhưng mà đây là nhìn vào cái chỉ số này để cấp phát, chỉ ghi một số 3 thì có thể lẫn giữa 3 ml và ml mà phải nó tranh nhau 10 lần. Do đó buộc người ta phải bắt cái chỉ ghi cả hai để nhìn vào đây để đích xác là mình không nhầm lẫn. Yeah, thì còn câu hỏi này thì tôi bảo là 3 ml này còn ghi cột miligam là cho 3 ml thì còn ghi 3 ml là cũng không hợp lý rồi nha. Mà thầy em làm xong rồi thầy. Rồi nhưng mà xong rồi thì cũng đến giờ nghỉ thôi, các bạn đã cái xong thì mình nghỉ thế nào nhá, ăn nghỉ trưa 1:30 bắt đầu nhá. Các anh chị có thể trong quá trình ăn cơm này này là ý kiến khác để sửa đáp án, sửa vài trả lời chẳng hạn. Nghỉ hơi muộn một chút nhá, muộn hơn 8 phút so với yêu cầu đấy. Anh chị có nhất trí nghỉ không? Thì tôi nghỉ này. Vâng ạ. Thôi quá, không nói cho. Vâng, thưa ạ. Thì 1:30 thì bắt đầu nhé, mình lại kiệt lại cái phần bài này nhá, xem thử là cái gì chưa xong thì cái gì làm xong rồi đi. Cái phiếu đầu tiên này chỉ mang thủ tục hành chính thôi, chứ có cái gì cả, thì là chỉ copy lại thôi mà. Để cách mình ghi chép thôi. Các anh chị trước khi out thì các anh chị nhớ điểm danh nhé. Vâng. Buổi chiều thì chúng ta bắt đầu từ lúc 1:30 nhưng mà các anh chị sẽ vào Zoom trước đi ạ. Vâng.